Xin kính chào cô bác chị bạn. Xin chào. Trước tiên mấy anh em đây cũng xin kính chúc cô bác chị bạn sức khỏe và ăn thành công. Hôm nay hai anh em thi nhau ăn cơm chiên đùi gà bữa ha. Đùi gà xới mỡ. Cái quán này mình mới thấy người ta mới mở gì đó. Đây, trong này đùi gà, tôm, ăn bằng một chảo. Này chắc là tầm khoảng 7 giờ sáng, anh em ăn sáng xong đi làm luôn. Xì chum thì đi bẻ dừa, còn xì thành thì đi ruộng. Anh em ăn sáng sớm sương sương, mỗi một bạn là 4 dĩa cơm chiên đùi gà xối mỡ nha. Vậy là trên đây khủng hoảng luôn. Tao bỏ lên căng giùm anh cái tao. Cái dĩa dĩa không hạo trước đi. Hạo trước coi cái dĩa cái. 200g. Rồi bỏ lên đi. Bất cứ dĩa nào cũng được. 700g. Rồi bạn lấy xuống bạn. 700g. Rồi lấy dĩa ở ngoài coi. Thử cái dĩa hay dĩa ngoài đại dĩa nào cũng được. Rồi cũng 700g luôn. Dạ ok ha. Rồi bỏ căn xuống. Bỏ căn xuống bạn. Hai anh em sáng ngày ăn sáng. Rồi thì xong đi làm ha. Rồi. Mà họ cũng hơi sướng sướng ta. Đi ăn sáng xong rồi cái có tiền luôn. Đi làm thêm tiền ăn. Nhưng mà có cái hôm nay có khác chút xíu là ăn hết trước 20 phút sau. Mình lấy bỏ đồng hồ 20 phút kiếm được không? Hả là không được thì mình cho thêm. Thôi 25 phút rồi ha. 25 phút đi đùi gà thì nó cặp lại cơm thì cơm chiên. Rồi ok. Cơm chiên. Hôm nay nếu mà có canh thì cho bạn chén đi bạn. Rồi cho hai tô súp được rồi. Rồi canh gì đó cũng được. Sao 25 phút ha? 25 phút. 25 phút nhưng mà hôm nay là có cái thưởng phạt rõ ràng. Hết trước thì được 1 triệu, hết sau được 1 xị. Hay, để đây nha. Hãy mà thương nhau thì chia sẻ, mình không có quyền cản. Còn không thương thì khỏi chia sẻ luôn nha. Tội ăn dở, gán chịu. Ok ha. Rồi xong ha, hai anh em hiểu hết không? Rồi. Sơn cũng đại diện hai anh em tổng mời cô bác chị bạn dùng sáng với hai anh em của mình. Rồi hai anh em chúng mày đi. 1 triệu với 100. Thích cái nào đấy đó. 1, 2, 3. Vậy là như này. Sáng ngày anh em ăn sáng không là mỗi người 2 kg cơm. Cái dĩa thì 200g. Còn dĩa cơm thì 700g. Thế tao ơi, bạn ăn cái này là bạn không có cửa nào dưới thân rồi. Bạn ăn bạn còn nhiều lắm, tao thừa quá là bạn không có cửa dưới thân.
uống nước thì được, không có chan nước lạnh vô với con các bạn. Mình ăn cho nó cái cho nó đẹp chút. Anh em mình cũng phiền anh em cố gắng làm sao ăn mà cho nó đẹp nhất có thể. Nói chung là nhiều khi thi ăn cũng hay bị tèm lem. Đôi lúc thì cũng gấp, mong cô bác chị bạn thông cảm, thi gấp. Còn mình ăn thưởng thức thì ok, con này thi. Trà đá mà thổi mà máy mà uống hết mình gọi thêm. Múc múc chén canh châm cho hai bạn giùm.
xiết. Rồi hai dĩa đầu Tùng dẫn Thành, chắc là Thành luôn kẹp rồi đó. À, bạn ơi, thì trong này mình nhiều khi ám ảnh bạn nhiều lần rồi. Mới vô thì chim tung bay hót chơi gian trong bình minh, bay hồi gãy cánh. Cố lên bạn, đừng cho gãy cánh. Hai anh em ăn ngang nhau á. Bạn Thành thấy vậy, mới vô đề ba hơi chậm chứ mà gút bạn Thành có. Còn bạn bên đây ngược lại. Hấp ngoài bạn chứ không bằng bạn ơi. Không cho chế nước vô cơm, lý do là để cho ăn cái món ăn cho nó ngon. Tượng trưng cho món ăn nữa. Chứ đổ nước vô thì nó lỏng lẻo lắm. Cho mình châm cho mình miếng nước trà đá quá. Hai bạn này ăn cho thoải mái. Rồi ngang nhau luôn. Cái dĩa là dĩa quyết định nè. Xử cái đồ gà trước. Đó rồi. Chắc là bạn hơi bị bối rối rồi, cho cái đĩa khác đi. Không cần đúng không? Từ từ. Gấp lắm, gấp. Thôi từ từ bạn. Bạn gấp hoặc bị sặc. Sao? Rồi xong. Đều. Chưa chắc đều, tại bạn kia còn trong miệng rồi. Dĩa quyết định nè. Có quyền hút, không có quyền trang vô. Lý do mình muốn cho anh em biết cho quen hỏi ăn cơm khỏi cái trang nước trang gì vô là mất cái hương vị của món ăn hết. Một khi mình đã làm ẩm thực rồi, trang nước rồi vô mình thấy cũng nó hơi ngộ ngộ. Lại khuyến khích anh em mà không trang nước. Giác này không cho bạn cái động tác thừa nha bạn. Động tác thừa là bạn nào bạn phát thực. Động tác thừa là bạn đã thua đó. Hay quá Thành ơi. Thành có nước rút. Xong ra thêm miếng nước nữa bạn. Đổ nước không là đừng như đổ gặp nhau. Nhưng mà cái nước rút của bạn thì trong này không có bạn Hoàng Thành.
bạn nhai vào không nhiều nước rồi bạn thua. Cái mấy bạn bên em của anh em mình ở Sài Gòn nuôi trồng rất giỏi, còn hai bạn này mình thấy cái cách nuốt không có nuốt được, nhai thành ra thì là thua chắc, người ta nuốt được còn hai bạn này không nuốt được, nhất là bạn chị Trâm nhai hoài không nuốt được, còn mấy bạn kia là đưa vô bạn kia nuốt không cần nhai luôn. Rồi lên xò rồi. Chỉ nhai thôi không có nuốt được. Rồi thấy có kết quả. Cái bạn này độn hai bên giống như khỉ vậy, chiều để chờ chiều ăn nữa hay sao. Cô đi bay. Nuốt không được. Còn mấy bạn kia thì nuốt rất giỏi, đưa vô nuốt, mình thấy hầu như là không nhai luôn. Rồi, ok, 16 phút. Rồi, bạn thưởng có bạn Thành, bạn Thành đây. Cơm này mấy đùi gà này, cho mãi là ngon. À, thôi, để chờ bạn Tông ăn khi nào hết, hãy kết thúc clip. Rồi xong. Rồi xong. Rồi xong. Thôi rồi xong rồi vẫn còn cơm chứ miệng á. Còn miếng thịt á. Bạn phải tập nuốt cho nhanh mới được bạn. Bạn chậm quá. Phần thưởng của Thành. Cảm ơn. Mấy anh em mình đây cũng cảm ơn cô bác chị các bạn đã dành thời gian quý báu xem clip và đăng ký kênh của mấy anh em mình. Mấy anh em mình cũng không quên kính chúc cô bác chị bạn sức khỏe và năng chào lắm.